xin chào cả nhà và các bạn Tâm Linh Tình Yêu và Cuộc Sống nay ở nhà gia đình. Và đây là bé mẹ của Tài. Chào mọi người. Tài là mẹ của bé Ti. Ti chào mấy con. Rồi đây là Phát, anh của Tài. Thì hôm nay cũng gặp mặt để một bữa cơm thân mật thôi. Trước khi mình đi qua Cali Noel, cho nên mình cũng sửa soạn đón Chúa trong nhà, ăn cúng một bữa ăn. Hôm nay ba của Tài bị bệnh đột xuất cho nên không đến được. Còn việc khác đi. Còn nhiều việc mà. Thì bữa nay cũng ăn rất là đơn giản. Các bạn nhìn nha. Đó là cũng là lẩu thôi. Với lại sushi. Quay thử đi con. Dòng cái chim nó hình cầm ly lên con. Một năm mẹ làm một lần. Đẹp ha, mình làm giống hệt luôn cái gỗ gì đó. Đẹp không? Xấu quá à. Không đẹp mà. Ủa, cái con có ăn được. Không con. Cái này nữa. Không được ăn được luôn. Cái đó không phát dụ á. Dụ có ba tới tì ăn. Cái màu nâu nó hơi đậm. Ừ. Không thì cái gỗ mà mới đúng gỗ dùng kia đậm là vậy thì cô đây là cô làm cái... cô làm mấy tiếng có cô làm hả có mấy tiếng hả không tại vì làm bánh cái bánh không là cũng cả nướng không là tiếng rồi bé có thích làm bánh không? Thích mà chắc em không. Từ miếng không? Cái miếng này trước đi. Cắt con gốc đó đi, cắt cái cây trước đi. Bây giờ mình lấy mấy cái bông này ra trước đi hả? Dục lấy cái dĩa đi. Con lấy có 6 cái dĩa. Lấy dĩa ra đi. Con ngồi không. Lấy một cái dĩa khác. Ok ok. Những cái đồ mà trang trí trên này là không có ăn. Không. Ủa, mẹ có này, có này để nè. Ủa, cái đồ mất bánh không? Ủa, mẹ làm cà phê hả hay sô cô la? Thích ít thôi, cái con vừa ca cao với lại cà phê. Này con. Đây. Ok. Giống như mổ heo. Giống vậy. Rồi, cái trẻ ra đều đi chứ. Thôi, đâu. Cho phát đi con. Cắt làm hai đi. Có cái cây gì nó dính dính kìa. Thôi, cái đó. Bỏ ra đây con. Đâu có đâu. Làm như có chuyện. Sao, cắt, muốn cắt nhỏ hơn. Cho mẹ đi đi. Ok. Chị đi rồi nó cắt miếng mỏng mỏng cho mẹ thôi. Cái này có cà phê nha. Cho nên là mình ăn xíu là... thôi. Em đúng rồi em đúng. Vậy á. Em không uống cà phê luôn. Em muốn là em hết rồi. Ghê quá. Bây giờ sao? Hả nha con? Thôi chia đi con. Mẹ đem về sáng mai ăn. Chia phần nửa đi. Đừng có ăn.
Vậy ăn dưới cái cây với các bạn ăn cây mình ngồi vậy được đem về còn coi như mẹ với cô không có ăn thôi cho mẹ cô ăn xíu đi mẹ không sao cắt gì rồi khỏi ngủ luôn á không mẹ không có ăn xíu ăn chút xíu vậy bà khỏi ngủ cả đêm cũng phải ăn không được ăn không ngày mai ăn không giờ cắt miếng thử không mẹ không ăn đâu cái này không ăn ăn cho biết không đừng có cắt nữa cho cô ăn thử miếng thôi cô ăn hết nguyên miếng thôi em đốt chị không là mình bị không lẽ không lẽ chút vào không lẽ hai người không lẽ chút vậy là đúng thử ra đâu thử đi cái này lấy không hả không ăn đại ăn đi ăn đại mẹ đại mai mẹ nghỉ mà tối mai ngủ sợ ha mỗi ngày không ngủ ngon không? Ngon quá trời ơi. Dạ cảm ơn. Ăn ăn thêm đi. Ăn kem. Rồi xong. Cái này là cái này là không phải cái này là ti với lại tài là giống nhau cái chỗ này nè. Nó hơi bị chùm sọ. Dạ. Ôi. Dạ. Ừ. Có cái cây bánh kem ngon. Ngon cảm ơn cô. Cô làm ngon. Cảm ơn con. Lần đầu tiên anh ăn phải không? Đúng rồi. Dạ. Hay. Ngon thì phải ăn hết đi nha. Như đây bánh. Ăn không? Ngon không con? Có ai muốn ăn không? Mời. Còn. Không mời hả? Mời. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cả nhà. Mời cả nhà. Hôm bữa dẫn mẹ đi mò cho mẹ ăn kem. Trời ơi. Nó cho mình ăn ly kem mà gì trà xanh á ờ mới cha vậy con trời một đêm thức trắng luôn thấy đêm không dài nha thức trắng đêm mà thấy ủa sao cũng nhanh nhanh hết cái nào bé ồ vậy hả trời bố bà bố bà bố bà nhớ lại là cái ly đó hai con mẹ ăn sau con nói là mẹ có chừng à mình ăn gần hết cái ly kem đó đây mẹ có chừng nha nó là ngủ không được á y chang cả đêm mình về đây thức trắng luôn không có rớt rồi mẹ cầm đi tụi mình ngồi nhìn thì có hai ba mẹ có quà thôi cái này thì bánh kẹo cái này quà của ai đi đâu mà của em con lên cảm ơn đẹp quá đẹp quá mở rộng cô nè cái này để cái này bánh mở mà ba của mình ngồi nhìn ba của mình ngồi nhìn thôi để về được rồi hai có quà rồi tưởng quà rồi cháo quà đi cháo đỏ chết dạ đứa này chị đứa kia cháo đỏ chết đúng rồi đâu biết rồi chị đó chứ chị gửi cho ông nè em gửi dạ rồi thôi đi rồi quà có hai người à ba mình hai bà mẹ thôi mấy đứa con chưa sao nữa mới tới đi chụp hình hai đứa mình thôi hai đứa mình thôi You're so cute. Ồ dễ thương quá à. Mèo dễ thương quá. Dễ thương quá. Này, chụp mèo cái mèo dài đuôi vậy. Dễ thương quá à. So cute. 1 2 3. Tao tài quá mẹ. Hai này nhìn nó giống cô em. Đúng rồi. Hai bữa bị quá. Dạ, hai bữa bé. Cho luôn đi con. Cho bác. 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 Cho bác
Mệt quá. Dạ, mình đứng không? Đây nè. Mình đứng đây cho mình đi. Với cái thông á, ở đây thông khác để cho các ăn kêu cứ ăn mà cái hành thôi. 1 2 3 cười. 1 2 3 cười. Bye bye bye. Mẹ đưa cô, cô mở. Ngồi đi con, ngồi đi. Ngồi tham gia mở quà. Thôi của mẹ mà. Ừ, ngồi đi con. Thôi cứ hay bà đi. Thôi mẹ mở đi. Hay người mẹ. Thôi con ngồi sẵn giờ. Ờ biết rồi, ngồi sẵn. Qua đây. Không con ngồi cái hết Noel rồi mẹ ơi. Có con vô hết rồi. Thế không sao đâu. Rồi. Bé mở bà chứ. Nói gì? Được. Rồi khui quà lít mớ đi chị khui. Em khui này của chị. Có chung. Rồi được hai. Cái này. Cái này là đồ pajama. Ủa vậy cái mắt riêng mẹ hả? Không mắt dạ. Của mẹ Tài hả? Không có của bà hả? Không, ba có hình xuyên khổ. Sao đây ra sức khác không? Dạ. Rồi, chị khui này đi. Em tặng đó. Ủa sao kì vậy? Ngồi đây con Pháp. Ngồi đây không thấy. Dạ, ngồi đó không thấy. Ngồi đi con. Ngồi đứng qua chân. Thấy ngồi không nói. Ngồi bác. Dạ. Xé luôn đi cậu, có sao đâu. Mẹ nó xé ổn. Người cầm sao. Chứ quà. Đây cầm sao nữa. Cái gì đây? Trùng quá. Lần đầu tiên hai mẹ gặp nhau. Mốt còn gặp nữa. Mốt qua trên cái hộp không? Mở ra cái mic xuống. Coi chừng gấp không? Coi chừng gấp đó nha. Coi chừng gấp. Cảm ơn mẹ rất đẹp quá. Cho con sẽ bé. Đẹp quá. Nhiều size trên nơi. Cho con sai kìa. Cái này cái set nó ba. Đấy, Merry Christmas. Merry Christmas. Mình không có quà. À, đúng rồi. Mình ngồi nhìn. Rồi, yeah, không có quà. Rồi, xong. Rồi. Bữa, bữa nó làm cái tay nó đậu á. Thì cái license nó đậu á. Đại á. Giờ đãi. Giờ đãi, tiên đãi rồi gích mất rồi mẹ đãi. Đây tới mẹ về giờ lên lên cho anh em. Chị đi gì nào mới về? Mình đứng khóc nha. Ba đi. Ờ giờ mình ăn trái cây đi. Trời ăn trái cây. Có nhiều trái cây. Ăn trái cây con, qua đây. Ăn trái cây. Ăn cái trái đen blueberry. Wow. Ồ. Sao mình thấy gì nó ra về cắt vỡ cái miếng này ra. Vỡ này ra mà ta ăn không mà ở đó. Nè. Phát mở quà kìa. Ở đây không? Ủa. Quà Tết nè, quà này là lại đi ngoài nữa không? Chứ không có thích chửi. Chỉ là tốt. Ai cũng thích ngọt. Ai cũng thích chửi. Nói chung từ đâu ai cũng thích ngọt. Ngày mẹ làm đẹp quá hơn mẹ cái chân chi nó chín hết dạ rất nhiều xay chỗ khác rồi. Ăn thử đi chị. Đây ngon bia của con đó. Dạ bia dạ mẹ mình ăn con bia của con sáng lấy bia cho anh tí vô cái trường ông nhà con dạy vô. Ok. 1 2 3 vô.
1, 2, 3, yo! Merry Christmas! Mình ăn Merry Christmas sớm ha. Trời ơi, bữa giờ đi tiệc Christmas mấy cái rồi. Xịt thôi. Xịt nè. Mẹ tiếc, mẹ giật có xíu. Đúng rồi, em ngủ dữ không? Nãy em nói gì? Xịt cái này sao? Nói xịt này là chị xịt là chị nhớ là em. Chị nói là không xịt cũng nhớ. Đâu cần phải xịt mới nhớ không? Nhớ hoài, mình gặp hoài luôn ha. Mình mới gặp lần đầu mình có quà rồi. Mai mốt mình gặp hoài chắc mình khỏi có quà. Tới quà con chị. Tới con. Là sao là bên đây là tới quà là nữa có con tặng. Năm nào cũng tặng với mình hết. Mày nhìn con. Nói vậy cái nhìn ngay sợ. Thì Christmas mà tặng quà vui. Mỗi năm là một năm mình có một cái lễ lớn. Christmas gặp nữa mà.